Thông tin tiếp theo về việc cứu hộ ngư dân gặp nạn của tàu NA 90249 TS theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An, thì do tàu gặp nạn bị chìm, khu vực gặp sự cố ở cách xa bờ nên cơ quan chức năng đã không thực hiện trục vớt, lai dắt tàu mà tập trung vào việc tìm kiếm ngư dân. Khu vực tàu gặp nạn cách bờ biển cửa hội khoảng 88 hải lý, tàu lại bị sóng đánh chìm nên gây khó khăn cho việc trục vớt. Khu vực trong và xung quanh tàu không phát hiện được thuyền viên nào. Lực lượng cứu hộ cứu nạn phải dừng việc trục vớt chiếc tàu để tập trung tìm kiếm

Trao đổi với VTC14, Đại tá Trần Xuân Sơn, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, hiện tại lực lượng biên phòng đang di chuyển hai ngư dân may mắn sống sót vào bờ. Và đến chiều nay, các ngư dân này đã về đến Quỳnh Lưu. Về thông tin có thêm hai ngư dân khác được các tàu cá Hà Tĩnh cứu sống, Đại tá Trần Xuân Sơn cho biết đây là thông tin chưa chắc chắn, dây tính cụ thể của hai ngư dân không được xác định. Vì vậy, Bộ đội Biên phòng Nghệ An chỉ xác nhận là đã có hai ngư dân là Hồ Vĩnh Lai, 34 tuổi ở xã An Hòa, Quỳnh Lưu và Nguyễn Văn Hà, 16 tuổi ở xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu được cứu sống, còn lại thì 8 ngư dân khác vẫn đang mất tích.